What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và review sơ qua một em kit trá hình nữa đến từ hãng RK. Con này cũng khá là nổi tiếng và nó cũng rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ đập hộp cùng cho các bạn xem chi tiết hơn về em này nhé. Ok. Về cái phần vỏ hộp thì chúng ta không cần phải quan tâm lắm. Ở trong thì chúng ta sẽ thấy có một chiếc bàn phím đã được bọc kín ở trong này rồi. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và tất nhiên thì các bạn nên giữ lại cuốn này nhé. Tại vì những cái bàn phím mà không dây thì chúng ta có thể thực hiện một số cái phím tắt, những cái thao tác mà thường là phải có hướng dẫn sử dụng thì chúng ta mới nhớ được. Ngoài ra thì nó sẽ được tặng kèm thêm một cái dây cáp. Dây cáp này sẽ là dây cáp nhựa thôi, bình thường. Và nó sẽ là dẫn từ tai A sang tai C. Không có gì đặc biệt. Chúng ta sẽ được tặng thêm 4 cái switch sơ cua của thằng RK luôn. Và cái dòng này là dòng red. Ở đây chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái key buller và cái switch buller luôn. Ok, quay trở lại chiếc bàn phím thì đây là bàn phím layout 68. Với cái layout này thì các bạn biết là nó sẽ dạng như 60 nhưng nó sẽ có thêm cái phần mũi tên và một số nút nữa. Đó, một số nút chức năng ở đây được thêm vào. Thì đây là một trong những cái dạng layout mà khá là phổ biến hiện tại, tại vì nó vừa gọn nhẹ mà nó cũng có khá là đầy đủ các chức năng cần thiết. Và khi mà các bạn cầm lên thì các bạn thấy con này khá là đầm tay. Đó, và cái cây của nó làm rất là dày dặn, chứ không hề theo cái kiểu mỏng manh như một số các cái dòng bàn phím 60 khác. Hiện tại phiên bản mình đang cầm trên tay đây là phiên bản màu trắng tinh và sẽ có led RGB nhé. Ở phía bên dưới thì chúng ta chỉ nhìn thấy là nó sẽ có thêm một cái cổng chia ra hai cái đầu USB và một cổng Type-C. Cổng Type-C này thì các bạn cắm để sử dụng bình thường thôi. Còn hai cái cổng này thì chúng ta có thể chia ra để dùng thêm chuột hoặc là dùng có thể để sạc điện thoại luôn nếu mà chúng ta dùng kết nối dây trực tiếp nhé. Chúng ta sẽ nhìn thấy thêm ở đây nó sẽ có trang bị thêm một cái khay để mà mình đựng cái USB receiver. Cái thiết kế này mình rất là thích, tại vì nếu mà đã dòng 60 thì rất là hay mang đi di chuyển, mà chúng ta phải cần một cái khay này để cho nó đỡ bị rớt mất cái receiver. Bên đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy có hai cái cần gạt, một là chuyển từ Bluetooth sang 2.4G và một cái là chuyển từ không dây sang có dây. Đấy, khá là đơn giản thôi. Và sẽ không có nâng hạ độ cao bàn phím nhé. Vậy chúng ta sẽ kiểm tra thử cái keycap của em này nó như thế nào nhé. Về keycap của em này thì có lẽ là không có gì đặc biệt cả. Nó chỉ là keycap ABS double shot làm rất là mỏng như thế này. Cái keycap này thì các bạn tốt nhất là nên thay đi để mình có một cái trải nghiệm tốt hơn. Và cái quan trọng nhất của em này đó chính là vì sao người ta gọi nó là con kit trá hình. Đây, để mình cho các bạn xem kỹ hơn nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là em này đang sử dụng switch của thằng RK luôn. Đây là mình đang dùng lên dòng red switch. Và cái hay ho của nó thì chính là cái phần mặt của em này. Đó, mặt của em này thì là hot swap 5 chân. Ngon, cực kỳ ngon luôn. Và như vậy thì cái mặt của em này có thể hỗ trợ hot swap thành bất kỳ cái dòng switch nào. Đây chính là cái lợi thế của con này. Và với cái chất lượng build cũng như là cái mặt như thế này thì các bạn yên tâm, các bạn có thể chơi được rất là nhiều loại switch khác và cũng như là có thể thay đổi tùy thích được. Nó gần giống như là một con kit. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn chưa có tiền nâng cấp thì các bạn mua con này rồi về sử dụng thôi, sử dụng một thời gian để mình nâng cấp dần thì rất là hợp lý. Có một cái vấn đề nho nhỏ nữa là em này thì cái mặt của nó chưa có hỗ trợ lót foam cũng như là chưa có cái silicon gì cả, thì các bạn mua về các bạn có thể lót thêm đấy. Thì đấy là một trong những cái điểm trừ, nhưng với cái giá thành khoảng tầm hơn 1 triệu thì rất là khó để mà được trang bị full như thế. Ngó sang cái bộ strap của em này sẽ tự nó có ok không nhé. Thì đây lại vẫn là cái dòng strap hình như là của thằng RK luôn. Tuy nhiên thì cái strap này mình thấy nó lúc chưa được kỹ lắm. Con này thì mình gõ thử thì nó cũng không có cho cái cảm giác sướng hoặc là đầm lắm. Có lẽ là do một phần keycap cũng như là cái strap của con này thì làm chưa được kỹ. Đây. Đó,
mình gõ thì vẫn có cảm giác khá là lỏng lẻo và nghe hơi lọc giọng một xíu. Cái này thì mình cũng có thể khắc phục bằng cách là gỡ stab ra và có thể mock lại. Tại vì con này nó hỗ trợ cho mình hot swap nên cái việc đấy nó cũng khá là dễ dàng, chỉ mất thời gian một xíu thôi. Ngoài ra một cái điểm đáng tiền nữa của em này đó chính là cái hệ thống đèn LED RGB và cái kết nối của nó. Thì em này đang hỗ trợ hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu, có phần mềm tùy chỉnh đầy đủ. Và nó sẽ hỗ trợ tới 3 chuẩn kết nối, tức là có Bluetooth, có 2.4G wireless đấy, và có cả kết nối Type-C luôn. Và nó sẽ có cái cổng mở rộng hỗ trợ thêm, chúng ta có thể cắm chuột đồ nữa, rất là tiện lợi. Và sau khi mình bật đèn LED lên thì các bạn thấy mặc dù mình để nguyên đèn ánh sáng ở trong phòng, nhưng mà cái đèn LED của nó hắt lên vẫn rất là mạnh. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thử tắt đèn đi và cho các bạn xem các cái chế độ đèn LED của em này nhé. Ok, thì với cái hệ thống đèn LED này mình nghĩ là đủ để cho các bạn sập sình vào ban đêm rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần khá là quan trọng, đó là cái sound test của em này. Thì mình sẽ sound test hai phiên bản mà hiện tại bên mình đang có, đó là Blue và Red, cho các bạn tham khảo nha. Như vậy là mình đã vừa mới đi review sơ qua cho anh em một con kit trả hình của thằng RK, đó là RK G68 này. Thì các anh em nghĩ sao về cái em kit trả hình này với trị giá hơn 1 triệu mà chúng ta đã có đầy đủ các chức năng, ví dụ như là hot swap, ba mock, có LED RGB các kiểu, build cũng khá là đầm tay chắc chắn. Tuy là nó chưa có full arm hoặc là mock chưa được ngon, thì chúng ta cái đấy thì chúng ta có thể mock lại được. Nhưng mà với tầm giá 1 triệu mà chúng ta bỏ ra mua được full bộ như thế này rồi thì cũng rất là ok. Các bạn nghĩ sao về cái bộ này? Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì hãy nhớ comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye!